Thưa quý vị, khi tuổi càng cao thì nguy cơ mắc bệnh càng lớn, đặc biệt là những bệnh về thoái hóa hệ thần kinh và thường gặp nhất là tình trạng sa sút trí tuệ. Điều này làm suy giảm chất lượng sống của người bệnh, đồng thời còn tạo áp lực lớn cho người chăm sóc. Vậy sa sút trí tuệ có thể gây ra triệu chứng gì và phải làm sao để cải thiện sức khỏe cho người bệnh? Một sức khỏe hôm nay sẽ thông tin cụ thể đến quý vị và các bạn. Theo y học, sa sút trí tuệ là hội chứng lâm sàng gây ra bởi tổn thương ở não. Biểu hiện đặc trưng là suy giảm các lĩnh vực nhận thức như trí nhớ, chú ý, định hướng, ngôn ngữ, trí giác, suy luận, điều hành và khả năng thực hiện các nhiệm vụ liên tục. Bên cạnh đó, sa sút trí tuệ có thể bắt gặp ở nhiều bệnh khác nhau, đặc biệt phổ biến nhất là căn bệnh Alzheimer chiếm từ 60 đến 80%. Có rất là nhiều các yếu tố nguy cơ có thể góp phần vào chứng sa sút trí tuệ. Chúng ta có thể phân ra làm hai loại. Thứ nhất là những yếu tố nguy cơ không thể thay đổi được. Là trong nhóm này thì đầu tiên phải nhắc đến là tuổi. Tuổi càng cao thì cái tỷ lệ bị sa sút trí tuệ càng nhiều. Người ta đã thống kê là đối với những người cao tuổi mà trên 65 tuổi thì tỷ lệ sa sút trí tuệ rất cao, có thể lên đến 20-30%. Trường hợp bệnh nhân Hoàng Văn Lương, 75 tuổi, ở xã Tân Mỹ, thành phố Bắc Giang là một ví dụ điển hình. Sau vài lần bị tai biến mạch máu não, ông bị suy giảm sức khỏe rõ rệt. Biểu hiện cụ thể là dần mất đi khả năng giao tiếp, nhận thức kém linh hoạt, ít nói, tổn thương hệ thần kinh, làm ảnh hưởng nặng nề đến chất lượng cuộc sống, tăng gánh nặng cho gia đình và xã hội. Như ông thì không chủ động được trong mọi cái sinh hoạt ấy, thì phải người nhà phải cử một người là phải lúc nào phải chăm ông. Từ khi có triệu chứng nặng thì cũng hay quên những sinh hoạt như là ăn hay là đi vệ sinh thì phải người nhà phải hỗ trợ. Ông thì hay nằm hơn, cũng ít vận động hơn. Tại khoa nội thần kinh cơ xương khớp, Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang, thời gian gần đây, trung bình mỗi tháng tiếp nhận từ 300 đến 500 lượt bệnh nhân khám ngoại trú liên quan đến bệnh lý về Parkinson, Alzheimer kèm theo sa sút trí tuệ. Đa phần các bệnh nhân đều cao tuổi và có tiền sử bệnh nền gây tổn thương não. Nếu không được phát hiện sớm, bệnh sẽ tiến triển nhanh và là gánh nặng cho gia đình và xã hội. Đối với sa sút trí tuệ thì đối với những người mà trong giai đoạn mới thì bệnh nhân chỉ có những cái suy giảm nhẹ về mặt nhận thức chức năng thì bệnh nhân vẫn có khả năng tự chăm sóc bản thân. Vẫn có khả năng lao động, mặc dù cái khả năng lao động này nó giảm chất lượng rất là nhiều. Nhưng đến giai đoạn sau, tức là đến những cái giai đoạn muộn thì cái khả năng nhận thức về môi trường, về xã hội xung quanh bị suy giảm rất nhiều. Khi mà bệnh nhân có những dấu hiệu mới mắc thì gia đình nên lưu ý làm thế nào để cho cái quá trình nó tiến triển chậm lại bằng cách là sẽ cố gắng động viên bệnh nhân sẽ tích cực tham gia các hoạt động xã hội, tích cực là luyện về trí não. Để phòng ngừa bệnh sa sút trí tuệ, người cao tuổi cần có lối sống sinh hoạt lành mạnh, bổ ích, thường xuyên hoạt động trí não như đọc sách, xem tivi, tham gia các hoạt động cộng đồng, giữ cho tinh thần luôn lạc quan, vui vẻ, tập luyện thể dục thể thao đều đặn và khám sức khỏe định kỳ để phát hiện và điều trị sớm.